Hello anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Linh đây. Ngày hôm nay thì mình cũng có coi như thế là kiếm được một số thông tin ở trên mạng. Thì mọi người nói là đang có sự kiện fake IP sang bên cái nước gì gì đó để nhận được ít số quà và nhận được cả M4 Gold anh em ạ. Thì hôm nay thì có một số anh em có BM mình và bảo là anh ơi hướng dẫn fake IP đi. Thì đây ok, hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip này để hướng dẫn anh em fake IP để sang để kiếm được cái sự kiện tháng 8 này nha. Thì như ở những cái hai clip trước mình cũng đã hướng dẫn rồi là anh em có thể là tải hai cái ứng dụng. Đây, một là OpenVPN và Open Spider đây. Thì nếu mà nào mà anh em nào chưa biết cách đăng ký ấy, thì có thể là kiếm lại cái video cũ của mình nha. Tại vì là video cũ của mình hướng dẫn cực chi tiết luôn, là anh em có thể tạo tài khoản như thế nào, lấy mã như nào luôn. Nên là ở clip này thì mình sẽ không hướng dẫn lại nữa, mà mình chỉ hướng dẫn anh em fake IP sang cái nước đấy và vào để nhận quà mà thôi. Đầu tiên thì anh em sẽ vào cái này trước. Đây, vào sau đó ấy, thì anh em sẽ bấm cái dấu cộng này mà sẽ đánh tìm kiếm ở trên này là Saudi. Đấy, Saudi Ara. Đây, nó ra luôn này anh em này, bia đó. Thì anh em kích vào này và đợi nó load. Thì ở đây thì nó ra 2 4 5 cái. Thì anh em chọn cái nào mà có gọi là cái tốc độ nó thấp nhất để có thể vào cho nó đỡ lag, tại vì là anh em biết mà bây giờ mình ở châu Á và fake sang mấy cái nước xa xôi hẻo lánh này thì nó hơi bị coi như thế là lag, rất là lag luôn. Nên là vào game nó cũng rất là cực siêu phẩm lag luôn anh em ạ. Nên là anh em chọn nha, mình thì mình chọn cái số 2. Ở đây thì là cái ứng dụng này là ứng dụng miễn phí mà. Nên là anh em bấm vào chọn thì nó sẽ ra quảng cáo. Nên là anh em, cái này anh em không thể tránh khỏi đâu, không phải là mình quảng cáo hay là cái gì đâu. Nên là anh em bấm vào đây thì chắc chắn là anh em sẽ dính quảng cáo mà thôi, quảng cáo của ứng dụng. Nên là anh em thông cảm nha. Free mà. Đây rồi. Sau khi quảng cáo thì nó xuất hiện ra cái bảng này thì anh em bấm sao chép đến này. Đó. ADD. Và tiếp tục ADD ở góc này và ấn rep và bật cái này lên. Và mình nói lại là đây là chỉ ở trên iOS nha. Còn trên Android thì mình không có xài nên là mình không biết, nên là anh em thông cảm giúp mình nha. Đây, và đấy, sau khi bật lên thì ở trên thanh công cụ của anh em cạnh cái cột sóng này nó sẽ xuất hiện chữ VPN là đã fake thành công. Bây giờ thì anh em sẽ vào game. Vào game, bản mình thì mình vào bản EVNG nha, chắc là anh em cũng vào bản EVNG mà thôi. Bây giờ thì đợi nó load thôi, tại vì là fake sang đây nó hơi lag mà. Anh em nào mà đang gọi như là ủng hộ cái channel của mình thì đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh và bật quả chuông lên. Và có những comment ý kiến thì anh em cứ comment ở phía bên dưới, hoặc là hướng dẫn gì thì anh em có thể là tham khảo ở phía bên dưới, comment ở phía bên dưới nha. Mình thì mình làm clip hướng dẫn anh em suốt là kỹ năng rồi là setting các thứ. Đây rồi, thì vào game rồi anh em. Rất là lag đấy. Sau khi vào game thì anh em bấm vào phần sự kiện này. Và ở trong đây thì là cái sự kiện cũ của bản ấy của mình này thôi. Nhưng mà nó nằm ở trong hạn giờ. Anh em sẽ bấm vào hạn giờ vào đây. Cái sự kiện đó là cái sự kiện này này. Anh em sẽ bấm một chữ go. Và đợi nó load thôi. Nó khá là lag anh em ạ. Nên là anh em phải chờ một chút. Đây rồi, của mình thì nó load luôn vào rồi. Đây, sự kiện nó sẽ là như thế này. Ngày đầu tiên thì sự kiện này sẽ đến ngày 15 tháng 8 nha. Là sẽ đăng nhập ở đây. Đây thì ngày đầu tiên thì anh em sẽ nhận được một cái mảnh vàng. Ngày thứ hai thì là nhận được một cái hộp đổi. Và vài ngày sau nữa thì có thể nhận được cả mảnh ghép đây này. Anh em nhìn thấy chưa? Mảnh ghép để quay hòm đây này. Và cái M4 Gold của chúng ta nằm ở đây là đó là ngày thứ 10. Và cái cuối cùng ngày thứ 15 là một cái bảng tên gì đấy. Thì đấy, đấy là cái sự kiện nhận quà hàng 8 này. Có cây M4 Gold đấy. Anh em nào muốn trải nghiệm cái độ đẹp của nó thì anh em có thể fake IP sang bên này và trải nghiệm. Cây M4 Gold này mình đã sở hữu lâu rồi. Chắc anh em xem clip cũng như là xem live stream của mình thì cũng biết là mình cầm cây M4 Gold nó đẹp đến mức nào rồi. Thì đó là một số cái sự kiện. À đâu, đó là sự kiện trong cái
lần này thì anh em mà thấy thích những cái hướng dẫn fake EP hay là thích những cái hướng dẫn gì thì có thể comment ý kiến ở phía bên dưới nha. Đó, sự kiện của nó cũng chỉ có thế này thôi. Nhưng mà mình nghĩ là cũng khá là nhiều anh em thích thú với cái cây M4 này nên là mình quyết định là làm video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã xem clip nha. Đừng quên để lại một comment ý kiến ở phía bên dưới nhé. Và mình sẽ coi như là thế là tìm những cái sự kiện hay ho để có thể là hướng dẫn cho anh em cho nó dễ dễ chơi, dễ trúng thưởng. Ok, hẹn anh em ở các clip khác nha. Bye bye.